chào quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại sân bóng Trâm Anh ở Huỳnh Văn Lý ở thủ dùng 1 Bình Dương để theo dõi trận đấu giao hữu, một trận đấu giao hữu có thể nói là tâm điểm ở buổi tối ngày hôm nay. Một đối đầu giữa Bất Động Sản Thủ Dầu và Văn Phòng Phẩm Tăng Minh Châu. Văn Phòng Phẩm Tăng Minh Châu, đây là những trận đấu để cho chuẩn bị cho giải U35 sẽ diễn ra ở thời gian tới. Trong khi đó thì Bất Động Sản Thủ Dầu họ cũng có được những mục tiêu riêng của mình ở mùa giải năm 2024. Các cầu thủ Văn Phòng Phẩm Tăng Minh Châu rất nguy hiểm, như vậy là đã có bàn thắng quân bình tỷ số 1 đều cho cao thủ Bất Động Sản Thủ Dầu sau những sức ép có thể nói là khủng khiếp mà các cầu thủ Bất Động Sản Thủ Dầu họ tạo ra. Một pha làm bàn rất hay và đó là tình huống lập công của đội trưởng Tài Nguyên Huỳnh. Ở những phút đầu tiên thì Danh Huỳnh cũng đã tạo ra một cơn sóng gió và chỉ có Sa Ngang mới cứu thua cho Văn Phòng Phẩm Tăng Minh Châu. Những tình huống đá phạt luôn là điểm mạnh của Danh Huỳnh, rất nguy hiểm. Đó là một pha xử lý ở một đẳng cấp rất khác của Châu Sa Vi. Một tình huống đá phạt quá hóc hiểm và vừa rồi thì Ngân Hiệp đã phải chôn chân. Đúng là pha bóng mà Châu Sa Vi đã vẽ ra một tuyệt tác ở sân bóng Trâm Anh. Một tình huống đá phạt quá hay, đúng là điểm 10 cho chất lượng xuất hiện ở trên sân. Sự có mặt của Thanh Điền thì lối chơi của cao cầu thủ Bất Động Sản Thủ Dầu sẽ trở nên cân bằng hơn rất nhiều. Và đó là cú đúp của Tài Nguyên, nhưng công rất lớn thuộc về Danh Huỳnh. Cú đúp của đội trưởng bên phía cao thủ Bất Động Sản Thủ Dầu. Đúng là bản năng sát thủ của Tài Nguyên đã lên tiếng. Anh vẫn đang là đầu tàu ở những tình huống phản công của các cầu thủ Bất Động Sản Thủ Dầu. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4 cho các cầu thủ Bất Động Sản Thủ Dầu. Danh Huỳnh đang di chuyển rất rộng. Danh Huỳnh. Vẫn là Danh Huỳnh. Tốc độ hay là cánh phải, Danh Huỳnh vẫn còn rất khỏe. Đường chuyền vào, đó là dấu ấn của Danh Huỳnh. Một pha ghi bàn quá dễ dàng của Vinh 84. Một tốc độ đáng kinh ngạc ở cánh phải của Danh Huỳnh. Anh đã vượt qua được hai cầu thủ áo trắng để có một đường chuyền vào quá hợp lý dành cho Vinh 84. Và tỷ số được quân bình 4 đều. Rất nguy hiểm. Chúng ta chờ xem điều gì xảy ra ở tình huống vừa rồi. Các cầu thủ Bất Động Sản Thủ Dầu họ cho rằng bóng đã đi vào cột trong. Nhưng họ nghĩa là đã gạt tay. Bàn thắng đã tỷ số được đưa lên thành 5-4 cho các cầu thủ Bất Động Sản Thủ Dầu. Thanh Điền là người đã có đường căng ngang và Vũ Linh đã cho thấy khả năng của mình với một pha nhà bóng vừa vặn để cho Vinh 84 dứt điểm để đánh bại thủ thành Ngân Hiệp. Cú đúp của Vinh 84, Tài Nguyên, và Tài Nguyên cũng để nói chính ra là Vinh 84 cũng để lại dấu ấn của mình với một cú đúp. Vũ Linh, một pha xử lý quá đồng đội của Vũ Linh. Và Châu Sa Vi không quá khó để có được bàn thắng thứ 6 cho các cầu thủ Bất Động Sản Thủ Dầu. Châu Sa Vi cũng đã có được cú đúp của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tài Nguyễn của cú đúp, Châu Sa Vi cũng đã lên tiếng với hai bàn thắng và Vinh 84 cũng đã có cho mình một cú đúp. Danh Huỳnh rất đẳng cấp, một pha rụi mù quá hay của Danh Huỳnh, một siêu phẩm lại được vẽ ra ở sân bóng Trâm Anh. Ngân Hiệp không có bất cứ phản xạ nào cả,
hai tình huống đá phạt của Danh Huỳnh đều là rất đẹp mắt. Và lần này thì không có gì để từ chối siêu phẩm của Danh Huỳnh cả. Đường chuyền đã không thể tới được vị trí của Trung Quốc. Danh Huỳnh, Tài Nguyên, rất nguy hiểm. Và đó là cú hat trick của Tài Nguyên. Một đường kiến tạo quá hay của Danh Huỳnh. Bốn đường kiến tạo thành bàn và một pha lập công. Đúng là rất khó cho Văn Phòng Phòng Tam Minh Châu để có thể có ít nhất một trận hòa ở trong trận đấu ngày hôm nay, khi mà thời gian không còn. Một trận cầu chắc chắn là kết quả nó không quá quan trọng với Văn Phòng Phòng. Pha lấy bóng tốt của Hiếu Thuận. Tài Nguyên giật thay. Bàn thắng tiếp theo dành cho cao thủ Bất Động Sản Thủ Dầu. Và cái tên được ghi tên mình trên màn điện tử không ai khác cả đó chính là Hiếu Thuận. Một pha di chuyển rất khôn ngoan của Hiếu Thuận để đón nhận đường chuyền của đội trưởng Tài Nguyên. Cao thủ Văn Phòng Phòng Tam Minh Châu họ đã quá mải mê để dâng cao và để lộ ra một khoảng trống ở hệ thống phòng ngự.